Cái gì thế này? Ôi giời. Đức đâu? Dạ. Đức. Thằng Đức đâu? Dạ. Đi ra đây. Mẹ gọi con ạ. Con học hành cái kiểu gì đây? Mà sao lại toán được 5 điểm? Tiếng Anh được 6,5 là thế nào? Con học cố gắng hết sức rồi, điểm chỉ được thế thôi. Mẹ cứ quan trọng chuyện điểm số không gì. Thế đi học thế này thì không quan trọng điểm số thì quan trọng cái gì? Nói chung là đi học còn nhiều thứ khác. Thôi con đi tập bóng. Này, đứng lại. Đi vào đây cho tôi. Ngồi xuống đây. Xảy ra một cái là đấy, con đi đá bóng. Thế rồi là tham gia hết câu lạc bộ nọ, câu lạc bộ kia. Cuối tuần thì lăn ra ngủ. Con có biết là thi vào lớp 10 nó khó hơn cả lên Sao Hỏa hả con? Khó đấy là thi mấy cái trường điểm. Bây giờ mấy cái trường tư thì cần gì phải thi. Mẹ cứ nói nhiều. Từ bây giờ mẹ cấm tiệt, không được tham gia câu lạc bộ nào nữa. Con thi được trường tốt thì là tốt cho con, còn không thi được trường tốt thì con chịu. Hay nhỉ? Cãi mẹ như là chém chả băm viên thế à? Tôi có đi. Ok. Mình thì mình rất là hiểu cho tâm lý của người mẹ. Bởi vì nếu như mà con mà cứ chỉ có học ngoại khóa rồi đá bóng suốt ngày như thế thì làm sao mà có thể đỗ được vào lớp 10 công lập. Này nó rất là giống tôi hồi đang học cấp 3 ở đại học ấy. Vâng. Là mình cũng ham chơi. Thậm chí mẹ tôi còn tặng tôi một câu danh ngôn. Trong đấy đại ý của nó là tôi không đánh giá kết quả, nhưng mà tôi đánh giá cái sự thiếu nỗ lực trong cả một hành trình. Ôi mà câu đấy lại còn dán một góc, một góc to đùng ở cả bàn học của tôi. Chúng ta đều suy nghĩ là liệu đã có đủ áp lực chưa? Đã có đủ cái sự nỗ lực chưa? Bởi vì người ta vẫn thấy rằng là áp lực thì mới tạo ra kim cương. Quan điểm của mình vẫn là kỷ luật vẫn phải là xếp đặt số 1 trước khi chúng ta kiến tạo những hành vi động viên. Một cái đứa trẻ trưởng thành trong một cái gia đình có nền tảng văn hóa tốt thì phải có một cái ý thức rất rõ ràng rằng là tất cả mọi thứ trên đời đều là có hai mặt, quyền lợi và nghĩa vụ phải song hành. Để có thể được có những cái giờ phút mà càng tự giác thì sẽ càng tự do, thì đứa trẻ bắt buộc sẽ phải học những cái bài học rằng mình phải hoàn thành được những cái nghĩa vụ, mà đặc biệt là nghĩa vụ của một đứa trẻ thì nó sẽ được thể hiện rõ rệt nhất ở trong công tác học tập. Người ta thì hay có câu là áp lực thì tạo ra kim cương, nhưng mà theo tôi thì không phải tất cả các loại áp lực đều tạo ra kim cương đâu, và có rất là nhiều loại áp lực. Ví dụ như là ở trong một gia đình mà một người bố hoặc một người mẹ mà thành công ấy, thì đấy là một cái áp lực cho con cái để nó noi theo gương của bố mẹ. Đấy là áp lực tốt. Thế nhưng mà cũng có những áp lực khác. Bố mẹ thì ngồi xem TikTok và lướt Facebook, đúng không ạ? Nhưng mà lại cứ nhìn thấy con mon men đến là lại quát. Thì đấy cũng là một loại áp lực. Nhưng mà chưa chắc là nó đã tạo ra sự chuẩn mực hay là sự cố gắng của con cái ở trong gia đình đâu. Ở một góc độ nào đó, nhưng mà áp lực lại có những cái tích cực và cũng có cả những cái tiêu cực. Thế thì nếu như mình làm đúng, mình làm chuẩn, mình đưa ra những cái định hướng đúng, mình gây áp lực đúng, thì con nó cũng sẽ chấp nhận cái thử thách, cái áp lực đó để mà nó cố gắng nó phát huy hơn. Thì em tin rằng là bố mẹ cũng phải đồng hành với con như vậy. Đôi khi những cái kỳ thi của con nó cũng là kỳ thi của bố mẹ nữa. Và khi mà mình đã làm gương được cái điều đó rồi và con nhìn ra được cái điều đấy rồi thì áp lực nó trở nên rất là tốt. Áp lực nó sẽ là cái động lực để cho con cố gắng mỗi ngày. Đồng ý là phải có áp lực, nhưng vấn đề là áp lực đấy do cái gì tạo ra. Nếu là một cái áp lực tự thân ý, thì nó sẽ là một cái đòn bẩy rất tốt để cho mỗi người vượt qua được cái khó khăn. Nhưng nếu mà mình cứ nghĩ rằng là đấy là áp lực từ bố mẹ thì làm sao có thể tạo ra được kim cương, đúng không anh Bảo? Có rất nhiều những bạn trẻ, những bạn học cũ của tôi ngày xưa luôn luôn học rất là chăm chỉ, học điểm rất là cao, nhưng mà họ không hoàn toàn là có được những cái thành công. Kể cả trên cái con đường sự nghiệp cũng có rất là nhiều những khó khăn. Vì vậy áp lực tạo thành kim cương, nhưng đó là áp lực gì? Đừng đưa ra những cái áp lực nó cực đoan, nhưng mà vẫn phải có hạn cuối để giao bài. Gia đình thì có thể là động viên con là môn nào con thích thì con có thể nghiên cứu thêm. Học không phải chỉ để thi. Sau này khi chúng ta ra trường đi làm rồi, đúng không ạ? Tất cả những cái áp lực mà tạo nên cái sự tốt đẹp của con người chúng ta ấy, đấy là việc chúng ta đã thực sự đam mê một cái gì đó. Với tất cả những đứa trẻ tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, tất cả chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn chưa được phép lựa chọn 100% đầu tư cho cái việc rằng là chúng ta yêu thích. Vậy thì khi mà trao đổi nội dung với lại con, cụ thể là con trai của tôi, thì tôi còn nói rằng là con có thể rất yêu thích môn này, nhưng những môn còn lại dù con có ghét đến mấy đi chăng nữa thì con phải hiểu cái ngưỡng và cái sự giá trị của cái gọi là giới hạn cuối cùng, tức là phải vượt qua. Bởi vì cái môn kia của con có giỏi đến đâu đi chăng nữa mà cái môn của con đạt mức tối thiểu mà không đạt thì tất cả cái kết quả học tập đấy nó sẽ không được thừa nhận. Và tôi nghĩ rằng là ở một cái mức độ đòi hỏi như thế thì bất cứ bậc phụ huynh nào cũng có thể dễ dàng phát hiện ra cái môn học yêu thích của con và đưa ra được những cái yêu cầu, cái trao đổi hàng ngày.
lượng hóa chính là chìa khóa của giao tiếp. Các con cần phải có cái sự động viên của tất cả mọi người xung quanh, từ phía nhà trường, từ phía phụ huynh, và cái áp lực là cần phải có. Nhưng mình đặt ra cho các con cái áp lực, nhưng mình đừng gây áp lực cho các con, mà mình chỉ lấy đó làm cái lực đẩy để ủn mông cho các con, để con làm tốt nhất thôi. Tôi nghĩ rằng là nó có một cái câu rất hay để có thể ứng dụng vào trong việc là giáo dục trẻ em. Đấy là kỷ luật là sức mạnh. Bởi vì chỉ có kỷ luật thì chúng ta mới có thể thiết lập nên những cái ranh giới, những cái yêu cầu rất là cụ thể và định lượng về việc học, về các hành xử và các hành vi trong xã hội, trong gia đình và nhà trường, để từ đó con có thể có những cái định nghĩa đúng đắn cho bản thân và điều hướng cho cái việc chủ động học hành của mình. Qua cái cách mà tạo áp lực, giống như câu nói áp lực tạo nên kim cương, thì đó là cách họ thể hiện tình yêu thương với con và mong muốn con có thể từ đó mà trưởng thành hơn, đúng không ạ? Vâng ạ. Thế cho nên là cũng phải tùy thuộc vào từng đối tượng, và quan trọng hơn hết vẫn là làm sao để có thể thôi thúc con cái xuất phát được một cái động lực tự thân để con có thể vượt qua khó khăn. Lúc đấy thì thật sự là cái thành quả đạt được nó sẽ là kim cương. Vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng tới chủ đề của số ngày mai trong Điều Nhỏ Bé Kỳ Diệu. Chúng ta tạm biệt cụm từ áp lực mà đến một cụm từ mạnh hơn một chút, đó là học hành thành bạo hành. Có vẻ rất là đáng chú ý, đúng không ạ? Quý vị hãy cùng chờ đón nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong Điều Nhỏ Bé Kỳ Diệu.